Kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dự án liên kết sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn được thực hiện từ tháng 8 năm 2019 đến nay đã mang lại nhiều kết quả. Tại xã Y Tý, huyện Bát Xát đã hình thành và phát triển chuỗi rau trái vụ được canh tác theo tiêu chuẩn an toàn. Toàn bộ sản phẩm rau xanh đều được các doanh nghiệp đặt mua. Trên cơ sở của việc phát triển chuỗi rau ôn đới trái vụ, địa phương này đã thành lập được một hợp tác xã nhằm đảm bảo quyền lợi về đầu ra cho người nông dân và triển khai theo cam kết hợp đồng. Xã Y Tý có khí hậu mát quanh năm, phù hợp với nhiều loại cây trồng ôn đới, trong đó có các loại rau. Tận dụng lợi thế này, vài năm gần đây đã có doanh nghiệp liên kết với người dân địa phương để trồng rau ôn đới. Vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 12 hàng năm, khi các địa phương vùng thấp chỉ trồng được rau vụ hè, thì ở vùng cao Y Tý tận dụng được khí hậu mát, bà con được khuyến khích trồng rau ôn đới trái vụ, cung ứng cho các doanh nghiệp. Trước đây chúng tôi chỉ trồng rau để ăn thôi, bây giờ có dự án trồng rau cho phụ nữ. Chúng tôi được tập huấn nên về trồng rau ở ruộng nhà mình. Lúc đầu làm hơi khó nhưng giờ quen rồi. Trồng như thế này rau lên tốt, mình lại bán được tiền. Tháng 8 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản được tỉnh phê duyệt thực hiện dự án liên kết sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn. Chi cục đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện quy hoạch, phân tích chất đất, nước và đánh giá môi trường không khí. Qua đánh giá của các cơ quan chức năng thì khu vực vùng cao Y Tý có đủ các điều kiện để phát triển vùng rau ôn đới theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng đến sản xuất rau hữu cơ. Cụ thể, chất đất đảm bảo các nguyên tố vi lượng, trung lượng, kim loại nặng dưới ngưỡng. Môi trường không khí trong lành, không có nguồn khí gây ô nhiễm. Quan trọng nhất là nguồn nước. Cơ bản từ rừng già Y Tý cung cấp cho các chân ruộng. Nước sạch và mát cũng giúp rau trồng ở khu vực Y Tý ngon hơn nhiều địa phương khác có điều kiện canh tác tương đồng. Thực hiện dự án này, bà con được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch một số loại rau ôn đới như bắp cải, su hào, ngồng su hào. Khi phát triển vùng rau Y Tý, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang hướng đến mục tiêu thay đổi thói quen trong nếp nghĩ, cách làm của người vùng cao, từ sản xuất tự cấp sang liên kết với doanh nghiệp. Tôi lựa chọn cái sự liên kết của các doanh nghiệp đối với người dân. Thế và đặc biệt là trong cái khuôn khổ dự án thì đối tượng hưởng lợi chính là phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng xác định là sẽ bắt đầu khởi động cái dự án rau hữu cơ. Đây là cái mục tiêu phát triển lâu dài và có tính bền vững. Vì thực tế thì qua một số vùng cũng đã ứng dụng cái quy trình sản xuất tiên tiến theo quy trình VietGAP thì người sản xuất cũng đã biết được những cái quy trình kỹ thuật tốt. Thế nhưng mà cái điều kiện bây giờ do cái yêu cầu của thị trường thì người ta hướng tới là các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm organic sẽ đảm bảo về cái sự bền vững cho môi trường sinh thái cũng như là đảm bảo cho người tiêu dùng lựa chọn. 50 hộ của 3 thôn là Mò Phú Trải, Trung Chải và Phìn Hồ được lựa chọn tham gia dự án. Trong đó chủ yếu là hội viên phụ nữ, hộ chính sách. Mục tiêu dự án hướng tới là nâng cao năng lực trong sản xuất rau an toàn cho chị em phụ nữ, người dân tộc thiểu số là các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Để gắn kết thị trường và phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa, dự án hỗ trợ một số hộ dân có diện tích lớn, có kinh nghiệm trồng, có thị trường tiêu thụ rau để giúp đỡ các hộ khác phát triển sản xuất. Trên quy mô dự án là 5 hectare, bà con được hỗ trợ 50% giống, phân bón hữu cơ vi sinh và hơn 2 vạn cây giống các loại. Dựa vào điều kiện thực tế, cơ quan thực hiện dự án là Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đã hướng dẫn nông dân bố trí thời vụ xuống giống và giải vụ sản xuất hợp lý. Tháng 8 vừa rồi, được vận động, gia đình anh Tráng À Sáng đã trồng hơn 500 cây bắp cải. Được dự án hỗ trợ cây giống và một phần phân bón, gia đình đã chủ động đầu tư thêm phân chuồng và công sức chăm sóc. Chỉ sau hơn 2 tháng xuống giống, rau bắp cải đã đủ điều kiện thu hoạch. Ngoài ra, anh còn thực hiện trồng giải vụ để thường xuyên có rau bán ra thị trường. Khi công nghệ thông tin về đến Y Tý, những nông dân trẻ tuổi như anh Sáng đã biết chụp ảnh, đăng bài về rau bắp cải Y Tý trên Facebook để quảng bá. Nhờ vậy, sản phẩm rau bắp cải Y Tý đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và đặt mua. Trồng kiểu này xong là mình tung vào trong Facebook thì là họ nhìn thế thì họ vẫn lên mua, là mình muốn trồng kiểu này nhiều thì họ lên mua thì mình vẫn thu đơn sập. Năm nay vừa mới bắt đầu trồng thì trồng ít, thì mình nghĩ là năm nay thì có người thu thì mình mới trồng sản xuất cho nó nhiều hơn nữa. Mình cố gắng để là cái bắp cải này thì mình không cần làm ruộng, thì ruộng ngô vất vả với mình quá, thì mình nghĩ là mình muốn làm cái bắp cải này cho để giúp với gia đình mình. Qua triển khai từ tháng 8 đến nay, các loại rau đã và đang cho thu hoạch. Rau bắp cải bình quân từ 1,8 kg mỗi bắp. Tính ra năng suất thực thu đạt đến gần 60 tấn mỗi hectare. Hiện tại ngồng su hào sinh trưởng tốt, dự kiến đầu tháng 11 là cho thu hoạch. Thực tế cho thấy việc trồng rau tiêu tốn nước thấp hơn nhiều so với trồng lúa nước. Ở khu vực vùng cao Y Tý chỉ cấy được một vụ lúa trong năm và hoàn toàn chờ vào nguồn nước tự nhiên. Nghĩa là khi có mưa, có nước thì bà con mới cấy được lúa. Vì thế nếu chuyển đổi những phần đất ruộng khó khăn về nguồn nước sang liên kết trồng rau với doanh nghiệp sẽ vẫn giúp bà con đảm bảo thu nhập và có thể nâng cao mức sống khi trở thành công nhân hoặc có kỹ thuật để tự trồng rau. Đây cũng được xã Y Tý xem là mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, khi mà chỉ đến đầu năm 2020, địa phương sẽ tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đây là điều kiện để trên 300 hecta ruộng một vụ của xã Y Tý không chỉ cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi năm từ trồng lúa, mà sẽ là những con số cao hơn nhiều lần khi liên kết để trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn trên quy mô lớn. Xã cũng sẽ quan tâm chỉ đạo cùng đồng hành với chỗ hợp tác xã Y Tý và cùng đồng hành với chỗ doanh nghiệp thu mua giữa Hà Nội, cùng tuyên truyền vận động bà con nhân dân và một số cái tổ nhóm chính đã được thành lập mà sẽ tiếp tục phát triển nhân rộng ra. Là tổng số mà sẽ được công nhận theo cái tiêu chuẩn VietGAP và sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Doanh nghiệp với hợp tác xã là sẽ bàn là trồng cái gì mà sẽ hợp tác xã sẽ triển khai cho bà con nhân dân đăng ký, ví dụ là trồng bắp cải, trồng ngồng su hào hay trồng súp lơ, số lượng bao nhiêu, sản lượng bao nhiêu tấn, số lượng bao nhiêu tấn, thời điểm người ta nhập hàng như thế nào, chúng tôi sẽ bàn rất là cụ thể chi tiết và đặc biệt là giá cả, làm sao mà cho bà con làm sao có cái đầu ra tiêu thụ ổn định và cái giá cả là tốt nhất. Tại hội nghị tổng kết đánh giá dự án liên kết sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn vừa được tổ chức tại xã Y Tý, nông dân trong vùng dự án mong muốn được liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để việc trồng rau được bền vững. Đại diện các doanh nghiệp cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận các nội dung trong liên kết tiêu thụ nông sản với hợp tác xã rau an toàn tại Y Tý. Các doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoa Lợi, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường, Công ty Cổ phần Green Farm, các siêu thị tại Hà Nội đã khảo sát vùng nguyên liệu và cam kết tiêu thụ rau bền vững tại Y Tý. Rau của Y Tý về đến Hà Nội sẽ được thị trường Hà Nội đón nhận. Thì đến năm 2020 thì chúng tôi đã có những cái gọi là cái đơn vị chuỗi, các nhà hàng họ có những bao tiêu, có thể bao tiêu những cái sản phẩm trái vụ. Thì cái này là bên tôi sẽ làm những cái gọi là ký kết về rau có tính toán, có quy trình. Một xào rau bà con làm tại Y Tý, rau bắp cải thu được lợi nhuận là 16 triệu đồng một xào. Trong khi đó lúa lai làm tại Y Tý bà con thu được 1,4 triệu. Như vậy là gấp hơn 10 lần so với sản xuất lúa. Đây là cái thế mạnh mà hiệu quả đã thể hiện rất rõ. Hôm nay đánh giá dự án này, các bà con tham gia tổ nhóm sản xuất rau tại Y Tý đều đồng lòng tới đây phải tập trung sản xuất rau. Và xã cũng thấy nhận thức rằng đây là sản phẩm chủ lực của xã sẽ đưa vào nghị quyết tới đây 2020, 2025 tập trung phát triển mở rộng diện tích để khai thác thế mạnh này. Quan trọng cái việc mà sản xuất hiệu quả hay không thì chúng tôi khuyến cáo các địa phương ấy, một là ông phải lựa chọn sản phẩm chủ lực, tập trung chỉ đạo sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và giá trị. Cái nữa là phải tổ chức sản xuất lại theo các tổ nhóm và hợp tác xã, rồi là mời gọi liên kết các doanh nghiệp để tiêu thụ ổn định. Để nông sản của Lào Cai vươn ra thị trường cả nước và từng bước tham gia vào thị trường thế giới, thì vấn đề đánh giá chất lượng, kiểm tra giám sát quá trình sản xuất và chứng nhận các sản phẩm an toàn được địa phương đặt lên hàng đầu, tạo niềm tin với đơn vị tiêu thụ. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đã có 65 cơ sở đủ điều kiện sản xuất an toàn thuộc diện tỉnh quản lý với hơn 248 dòng sản phẩm được cấp mã QR code. Những sản phẩm rau không chỉ giúp cho nông dân có thêm thu nhập cao mà còn góp phần ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo ở Y Tý. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với thị trường, phát triển mạnh liên kết doanh nghiệp với nông dân dưới sự giám sát về chất lượng của cơ quan chuyên môn và cơ chế chính sách của chính quyền địa phương, trong tương lai sẽ tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn của tỉnh. Chuyên mục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.